住みやすい日本を作るための情報発信番組台湾ニューマーソン。You're listening to FM YY。 ヒムネジャ神戸 FM YY。 FM YY 将是你的知心朋友。皆さんこんにちは。ベトナム夢神戸のトゥイとタカヤが今月も日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。先月の放送では地場産業と外国人というテーマでお伝えしました。11月の放送では地域のグルメというテーマで番組をお伝えします。今月はスタジオと遠隔を組み合わせて収録を行いました。Chào quý vị và các bạn, Thủy và Takaya của Việt Nam yêu mến Kobe xin được tiếp tục truyền tải những thông tin hữu ích dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay. Và trong chương trình tháng trước thì chúng tôi đã nói về người nước ngoài và ngành công nghiệp địa phương. Trong tháng 11 lần này, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn chương trình với chủ đề là món ăn ngon ở địa phương. Hôm nay chúng tôi cũng kết hợp thực hiện chương trình tại trường quay và thu hình từ xa. 2020年8月の放送では故郷の味を作り出すために自分で野菜を育てている外国人住民がいるということ、そして地域の人々が共に野菜を育てる場所である多文化共生ガーデンについてお伝えしました。その時は食材に焦点を当てていましたが、今回は料理に注目します。神戸長田の B 級グルメとして有名なそば飯について紹介した後に、ベトナム料理のお店を取り上げます。Trong tập phát sóng vào tháng 10 năm 2020, chúng tôi đã truyền tải thông tin về việc có nhiều người nước ngoài tự trồng rau để tạo ra hương vị quê nhà cho các món ăn hàng ngày. Và sau đó chúng tôi cũng đã giới thiệu tới các bạn về dự án khu vườn cộng sinh đa văn hóa, nơi mà mọi người dân địa phương có thể cùng nhau trồng rau. Và khi đó thì chúng tôi đã tập trung nhấn mạnh về vấn đề về nguyên liệu. Nhưng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chú trọng đề cập đến món ăn. Sau khi nói về món soba meshi nổi tiếng là món ăn ngon loại B ở Nagata Kobe thì chúng tôi sẽ giới thiệu về nhà hàng Việt Nam. Và các bạn đã bao giờ nghe thấy cụm từ BQ Gurume là món ăn ngon hạng B chưa? Đó, theo định nghĩa thì món ăn ngon hạng B không phải là món ăn xa xỉ mà là món ăn bình dân giá rẻ được đánh giá là ngon. Và ngoài thì theo chia dâu thì món ăn ngon hạng B được định nghĩa đó là không phải là món ăn hạng A với nguyên liệu cao cấp và dịch vụ hạng nhất, mà là món ăn dân dã, ngon, rẻ, phổ biến trong bữa ăn hàng ngày. Ví dụ như là những món như là ramen, okonomiyaki, udon, yakisoba, cơm cà ri, hamburger hay là donburi. Đấy được coi là những món ăn tiêu biểu của món ăn ngon hạng B. Và những món ăn ngon hạng B này thì vốn chỉ xuất hiện trong bữa cơm đơn giản của những người làm việc trong các ngành công nghiệp cốt lõi ở địa phương. Nhưng mà cũng có món ăn đã trở thành món ăn độc đáo của địa phương khi mà sử dụng nguyên liệu và gia vị của địa phương đó. Trong những năm gần đây thì phong trào xem xét nét văn hóa ẩm thực độc đáo vốn đã quen thuộc với nhiều người dân địa phương để tạo thành ra món ăn ngon của địa phương và sử dụng nó để khôi phục thành phố có nhiều chiều hướng gia tăng. Với sự kiện quy tụ những món ăn ngon hạng B của địa phương đã được tổ chức ở nhiều nơi khác nhau, và B1 Grand Prix được tổ chức từ năm 2006 được yêu thích như là một giải đấu quyết định món ngon hạng B đứng thứ nhất Nhật Bản. Thì bây giờ thì hãy xem những BQ Gourmet của Kobe Nagata. Mà trong YouTube thì chúng ta có thể thấy được hình ảnh của yakisoba. Tôi thấy được không ạ? Đúng rồi, ở trên màn hình đang chỉ chiếu thì đấy là món ăn yakisoba. Yeah. Đây cũng là một món ăn rất là phổ biến khi mà đến các lễ hội hoặc là ở những cái nơi sự kiện thì món ăn này thường được bán rất là nhiều ở các quầy hàng. Yeah. Mà tôi Takaya chụp hình yakisoba này là ở như là quán mà có thể ăn ở quán hoặc là có thể mang về. Và trong hình này thì có thấy được thịt bò. Họ nói là cái này là thịt bò Kobe. Bò Kobe. Nhưng mà yakisoba kiểu này thì rẻ tiền. Những người mà đến Kobe mà những người thấy thịt bò Kobe đắt quá thì có thể ăn mì yakisoba thịt bò Kobe.
Rồi tiếp theo là okonomiyaki, mà các bạn có thể thấy được là teppan. Teppan dưới okonomiyaki. Nếu như trong hình thì các bạn có thể nhìn thấy vì đây là món yaki, tức là nướng, nhưng mà không phải là nướng trên bếp than mà là dùng một cái đĩa sắt rất là lớn và dùng nhiệt để tạo ra nhiệt nó tỏa ra từ cái đĩa sắt này sẽ làm chín ăn. Chín món ăn. Và như trong hình các bạn có thể thấy thì cái đĩa sắt này rất to màu đen và món okonomiyaki đang được nướng ở trên đấy. Món okonomiyaki trong tiếng Việt thì có nghĩa là bánh xèo, thì nguyên liệu gồm là hành này, mì này và trứng này, có thể là có cả thịt, có nhiều rất là nhiều nguyên liệu khác nhau. Và tiếp theo cũng là một loại món teppan yaki, mà cái này là hormon yaki. Mà tuổi hormon có nghĩa là gì ạ? Hormon có nghĩa là nội tạng, và cụ thể hơn là có thể là lòng hoặc là dạ dày. Thì như trong hình các bạn có thể thấy thì những thành phần của món ăn này bao gồm là bắp cải này, cà rốt này, giá này và lòng này, trông rất là hấp dẫn. Và tiếp theo thì đó là soba meshi, mà các bạn có thể thấy là teppan đĩa sắt với lại sauce là sốt dành cho okonomiyaki, riêng cho okonomiyaki. Với lại chỗ này thì có aonori với lại rong biển với lại katsuobushi. Katsuobushi là tiếng Việt là gì ạ? Cá khô. Katsuobushi thì nó giống là cái cá khô được bào mỏng ra và ăn kèm với cái món soba meshi hoặc là yaki soba. Đây là món ăn rất là sự kết hợp rất quen thuộc. Với okonomiyaki nữa. Và tiếp theo cũng là soba meshi, nhưng mà ăn quán khác. Cái này cơm nhiều hơn. Soba meshi có nghĩa là soba thì mì, mà meshi thì soba. Cơm. Meshi là cơm, thì là sự kết hợp giữa cơm và mì. Cho nên là hai loại các pha trộn. Mazetemasu. Thì trong teppan này thì cũng có nướng chiên nướng okonomiyaki nữa. Mà loại này cũng là okonomiyaki thì thấy được giống như là các quán, mỗi quán có soba meshi riêng. Mà soba meshi nhưng mà các nguyên liệu bên trong đấy, các thành phần nguyên liệu thì có khác nhau, và cái sự pha trộn tỷ lệ giữa meshi và soba cũng khác nhau. Và soba meshi này thì bây giờ thì nổi tiếng ở khắp nơi Nhật Bản, nhưng mà trước đây thì không có phổ biến lắm. Giống như là quê Takaya thì không phải là ở khu vực Kansai mà là tỉnh Mie. Mà khi còn học tiểu học, Takaya đã sống ở tỉnh Mie. Mà trong một lần đi bộ cùng bố ra siêu thị, và bố Takaya đã tìm thấy món soba meshi đông lạnh, và đến bây giờ Takaya vẫn còn ấn tượng với khung cảnh bố reo lên mượn rõ mà cố bán cả món soba meshi khi ấy. Tức là lúc đó thì soba meshi thì không có phổ biến lắm, cho nên là khi mà bố Takaya thấy được soba meshi ở siêu thị thì rất là bất ngờ. Và nếu tìm hiểu một cách chi tiết thì thực tế vào năm 1998 mà món soba meshi đông lạnh chỉ được bán quanh khu vực Osaka với số lượng hạn chế, và sau đó mới dần trở nên nổi tiếng và được bán rộng rãi trên toàn quốc kể từ năm 2000. Và tiếp theo vào năm 2001 thì một nhà sản xuất thực phẩm lớn bắt đầu bán ra một sản phẩm có tên gọi là soba meshi furikake. Và Takaya bắt đầu thường xuyên nghe thấy cụm từ soba meshi trong cuộc chương trình quảng cáo trên TV hàng ngày. Mà tuổi thì có ăn soba meshi không ạ? Không phải, furikake không ạ? Furikake có biết không? Thì chưa bao giờ ăn món soba meshi furikake, cũng như là món soba meshi. Qua chương trình ngày hôm nay, thông qua những kiến thức mà làm chương trình để giới thiệu cho mọi người, thì Thủy cũng là đầu tiên để biết đến cái món ăn tên là soba meshi này. Ờ, dạ.
và ふりかけ thì thường xuyên trẻ em rất là thích. Khi mà ăn cơm thì chỉ có ăn cơm thì giống như là trẻ em thì thấy thiếu cái gì đó, tức là muối, xíu味が足りない thì mọi người thích ăn cơm với ふりかけ. Mà ふりかけ thì giống như kiểu là có cả loại làm từ cá hồi khô xong rắc rắc lên đúng không? Còn có cả gia vị khô nữa. Thì nói chung là theo tất cả em vừa giải thích thì là món furikake giờ là trẻ em rất là thích, vì là nếu mà ăn cơm phong thì cảm thấy rất là hơi bị thiếu vị. Thì khi mà rắc 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 những cái gia vị khô đấy lên thì cảm thấy là món ăn nó trở nên ngon hơn. Cho nên là lúc mà bán soba meshi furikake thì họ có hay món là món chính tống có vị của nước sốt và món được trẻ em yêu thích có vị cà ri. Như vậy thì đông đảo mọi người có thể thưởng thức món ăn. Mà như vậy thì hiện nay có soba meshi đã trở nên nổi tiếng trên toàn nước Nhật, nhưng nó có nguồn gốc từ khi nào? Thì theo tìm hiểu thì món soba meshi này tức là có sự kết hợp giữa mì Trung Quốc, tức là cái sợi mì soba vàng á của Trung Quốc cùng với cơm với gân bò ninh cùng với con nhá cự là món ăn cũng khá phổ biến ở Nhật. Đấy là món ăn được làm từ khoai, con nhá cự và có cái sự rất là dẻo dai, giống như là thạch ở trong ở Việt Nam vậy. Thì khi mà người ta xào cái sợi mì đấy cùng với cơm cùng với lại con nhá cự, giống như là hình ảnh mà đang trình chiếu trên YouTube, thì ở trên khi mà ninh gọi là xào cái món này ở trên điện nóng đấy và trộn với nước sốt thì sẽ tạo thành một cái món ăn rất là ngon. Và món soba meshi này thì bắt nguồn từ năm 1955, đó là khi những hộp đựng cơm chưa có chức năng giữ ấm thì những người công nhân mà làm việc ở một xưởng giày đã gọi ra quán này và gọi món yakisoba ăn cùng với lại món cơm mà mình định mang đến để ăn trưa, thì lúc này đã bị nguội rồi, thì là người ta có nhờ cửa hàng là xào cùng với lại món yakisoba cùng với cơm để cho nó nóng lên. Và đó là sự kết hợp lần đầu tiên giữa món yakisoba và món cơm. Và đấy là món thức ăn mà để rút ngắn thời gian, cho nên là người ta đã xào cùng cơm và mì một lúc và đã tạo ra cái món gọi là soba meshi này. Và bây giờ ngay cả bây giờ thì có rất nhiều cửa hàng ở Nagata, Kobe nướng okonomiyaki trên đĩa sắt. Mà gốc rễ của điều đó có liên quan rất nhiều với ngành công nghiệp dày hóa chất tổng hợp, tức là chemical shoes, là ngành công nghiệp địa phương mà chúng tôi đã đề cập trong chương trình tháng trước. Và những có thông tin cho rằng chính trận động đất Hanshin Awaji đã khiến cho món ăn này trở nên nổi tiếng trên toàn quốc Nhật. Và món soba meshi được biết đến trên toàn nước Nhật là từ sau trận động đất Hanshin Awaji, và một cửa hàng có tên gọi là Aomori cũng đã bị thiệt hại bởi động đất, nhưng mà quán đó đã bắt đầu mở cửa kinh doanh trở lại sau vài tháng và được đưa lên tin tức về việc tái thiết. Thì khi đó món soba meshi là món ăn đã tiếp thêm sức mạnh cho những người bị ảnh hưởng bởi động đất và trở thành một biểu tượng của sự tái thiết, cũng như trở thành một món ăn ngon của Kobe. Và món bukkake và hai loại nước sốt là ushita và tonkatsu thì được ninh kỹ mang đến một hương vị rất là tinh tế. Bukkake là món ăn hầm ngọt và cay của gân bò và konnyaku. Đó là sự tương thích giữa nước sốt và sợi mì đã được làm từ nhà máy mì địa phương. Đó là sự kết hợp rất là tuyệt vời. Và các nguyên liệu đơn giản như là bắp cải với món ăn bọc khoai cây này cũng đã tạo ra một hương vị rất là nhẹ nhàng và tăng thêm độ ngon cho món ăn. Và chúng ta đã tìm thấy hình ảnh trong YouTube rồi. Thế thì các cửa hàng teppanyaki không phải là những cửa hàng duy nhất đã hoạt động trở lại ngay sau trận động đất, phải không ạ? Vào thời điểm mà xảy ra động đất Hanshin Awaji vào năm 1995 thì sự hỗ trợ từ chính phủ là không nhiều như bây giờ, và ngay cả khi mà nhà cửa bị phá hủy thì cũng không thể nhận được hỗ trợ. Và trước đây thì trong chương trình phát sóng vào tháng 2 năm 2020 với chủ đề về ký ức về trận động đất của người tị nạn Việt Nam thế hệ thứ nhất,
thì chúng tôi cũng đã truyền tải thông tin rằng là có một số người bị mất nhà cửa và phải đến sống tại công viên. Và cả khi mà sống trong công viên thì mọi người vẫn phải làm việc để mà lao động kiếm sống. Và chúng tôi đã từng nghe qua rất nhiều câu chuyện về một người làm giày trong lều dựng tạm ở công viên. Và cũng có người thì mở quán rượu, có người thì bán đồ ăn sáng. Mặc dù là cơm được phát miễn phí nhưng mà ngoài ra thì người ta vẫn cần phải kinh doanh, bán hàng để kiếm sống. Ví dụ như là cũng từng có cảnh tượng là có nhiều người đến làm tình nguyện viên hay ghé qua quán rượu mở trong công viên vào buổi tối để ăn oden. Mà hiện nay thì có một vài nhà hàng Việt Nam ở xung quanh ga Shinagata và ga Itayado. Mà chúng ta có thể thấy hình ảnh trong YouTube thì có thấy được shōtengai là Rokkenmitsu shōtengai, từ dịch sang tiếng Việt shōtengai là như thế nào ạ? Shōtengai giống như là một cái khu phố mua sắm ở trong khu vực địa phương. Thì ở trong một cái khu này thì có rất nhiều là cửa hàng bán, và cái giá mua ở cái khu này, khu trung tâm bán cửa hàng này thì khá là rẻ hơn so với lại siêu thị, và cũng có nhiều mặt hàng phong phú mang tính địa phương. Mà nếu nghe tâm nhà hàng vào cuối tuần thì bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh tượng không chỉ có người nội giống như là nếu mà đi nhà hàng Việt Nam thì không có thấy được những người Nhật, mà còn có nhiều người trẻ, người Việt Nam mà giống như là tập trung nói chuyện bằng tiếng Việt, mà thấy họ rất là vui. Giống như là vui vẻ. Và giống như là mỗi nhà hàng có một đặc điểm riêng, mà hiện nay ở mỗi nơi trên nước Nhật đều có nhà hàng Việt Nam. Giống như là quê Takaya cũng có giống như là nhà hàng Việt Nam. Nhưng mà nhà hàng Việt Nam ở Nagata, Kobe thì cũng có nhà hàng phục vụ món cháo lòng hoặc là hủ tiếu Nam Văn, mà có thể tổn tức hương vị đích thực mà không thể ăn ở nơi khác. Takaya rất ấn tượng với một nhà hàng có món hủ tiếu khô được phục vụ riêng với súp và sợi hủ tiếu. Giống như là ở Nhật thì ít chỗ bán hủ tiếu khô. Mà tùy vào thì cũng chưa ăn món hủ tiếu khô ở Nhật bao giờ. Yeah. Ở Việt Nam cũng chưa ăn bao giờ. Yeah. Rất là tò mò. Và tùy vào mỗi nhà hàng mà có nhà hàng phục vụ với mức giá rẻ để giới trẻ dễ thu hút. Cho nên là chúng ta thấy được những hình ảnh của các nhà hàng bán cơm sườn. Giống như là trên YouTube thì thấy được hình ảnh của các nhà hàng Việt Nam ở Kobe, Nagata. Và cũng có bán bún măng vịt. Có cả măng, cả vịt. Yeah. Mà thấy được cháo lòng. Mà cháo lòng thì giống như là khi mà ta cái ở Việt Nam thì ăn sáng thì ăn cháo lòng, vẫn khỏi cháo lòng. Yeah. Thì rất là nhớ món này thì có thể ăn được ở Nagata. Bà cũng có bán quán mà set giống như là đi ăn lunch, ăn trưa. Ăn trưa thì có bán giống như là phở gà nhỏ với lại cơm tấm với lại chè. Thì rất là thích mà phụ tí cô. Mà tiếp theo thì hình ảnh này là hình ảnh của nhà hàng Việt Nam, nhưng mà không phải là ăn được ở đây. Mà yêu nên là mang về. Do ảnh hưởng của dịch corona cho nên là hiện nay cũng có rất nhiều người lo ngại về vấn đề ăn uống tại nhà hàng. Vì là nếu mà mình đến nhà hàng ăn uống thì là nơi tập trung rất là nhiều người, và khả năng lây nhiễm bệnh rất là cao, cho nên nhiều người lo ngại vấn đề đấy. Thì cũng có nhà hàng Việt Nam giống như ở trong hình ảnh trên YouTube là quán Sài Gòn, là nhà hàng chuyên phục vụ mua mang về hoặc là giao hàng tận nơi. Thì những nhà hàng phục vụ nhỏ này thường có đặc điểm là có quy mô nhỏ nhưng mà lại tình cờ trở thành một hình thức kinh doanh rất là phù hợp với tình hình xã hội hiện nay, khi mà hình thức mua hàng mang về trở nên khá sôi nổi. Mà tên quán này là tên là Sài Gòn Trung Hải. Sài Gòn Trung Hải.
mà cũng có tất cả cũng đi từng đi quán này rồi mua bánh mì. Bánh mì này rất là ngon. Cho nên là bánh mì xa xíu. Xa xíu. Và mà họ cũng có bán bánh mì thịt gà nhưng mà tất cả chưa được ăn. Lúc đó thì chỉ có giống như là ăn được món này thôi. Cho nên là tất cả muốn đi nữa. Muốn đi nữa để thưởng thức món ăn rất là ngon ở Nagata, Kobe. Và còn ở Nagata thì không chỉ mà nhà hàng mà cũng có bán giống như là các nguyên liệu có thể sử dụng được cho món ăn Việt Nam phải không ạ? Đúng rồi. Thì Thủy cũng đã từng đến nhà hàng, cửa hàng tên là Marione. Thì đây là một cửa hàng cũng khá nổi biến mà hầu hết những người Việt ở quận Nagata cũng biết đến. Đó là cửa hàng chuyên bán về thịt heo. Các bộ phận của heo như là tai heo, lưỡi heo, sườn heo và nội tạng của heo cũng có. Nói chung là rất là nhiều cái thành phần của con heo ấy mà mình có thể mua được ở đây mà đôi khi mình không thể mua được ở siêu thị. Thì Thủy hay đến cửa hàng này để mà nấu các món ăn của Việt Nam như là làm giò xào. Giò xào ở trong tiếng Nhật có nghĩa là minida, là món bao gồm có mộc nhĩ này, tai heo, lưỡi heo này, và xào lên cùng với hành và cho vào cái gọi là cái khuôn, xong cho tủ lạnh. Thì khi mà nó đông lại rồi thì nó thành món giò ăn rất là ngon, có vị dai dai. Hoặc là làm món nộm tai heo hoặc là bún sườn heo. Ngoài ra thì cửa hàng này cũng bán cả nội tạng của heo như là tim, lòng, dạ dày, nên là mình có thể làm món cháo lòng hoặc là làm món rồi. Và có nhiều thứ mà có thể mua được ở đây mà mình cũng không thể nào mà mua được ở siêu thị của Nhật. Ngoài ra thì ở Nagata cũng có nhiều cửa hàng bán nguyên liệu ở Việt Nam, khiến cho Thủy cảm thấy rất là thích thú. Ví dụ như là mình có thể mua được nước mắm này, hoặc là bánh tráng này, các loại bột làm bánh là bánh xèo, bánh bao, bánh bột lọc, hoặc là các loại rau thơm có thể nấu canh, hoặc là bún như là rau mùi tàu này, củ quế thì là. Và đôi khi vào đến mùa hè thì mình có thể mua được cả hoa quả của Việt Nam đúng như là sầu riêng hoặc là dứa tươi. Đấy là một trong những đặc điểm rất là đặc biệt ở Kobe, là ngoài những cửa hàng bán món ăn Việt Nam ra thì cũng có những cửa hàng bán nguyên liệu Việt Nam. Và tụi nói về thịt như là thịt heo. Thịt heo thì giống như là ở, không chỉ ở Nhật mà ở giống như là Hàn Quốc hoặc là ở Việt Nam, giống như là khắp nơi Đông Nam Á thì rất là phổ biến. Cho nên là đi mà cửa hàng thịt Marione thì bán rất là nhiều thịt heo, tai heo hoặc là nhiều loại. Bởi vì là có thể thịt này có thể trở thành món ăn Hàn Quốc, có thể trở thành món ăn Trung Quốc, có thể trở thành món ăn Việt Nam. Thì giống như là nguyên liệu thì có thể trở thành các loại, các món. Giống như là Hàn Quốc cũng có ăn thịt heo hấp mà. Thịt rồi. Heo hấp ở giống như là những ngày đặc biệt. Giống ở Việt Nam cũng có đi giống như là đi dỗ. Đúng rồi. Đi ngày dỗ thì cũng có ăn thịt heo. Cho nên là cũng có văn hóa giống nhau. Cho nên là mỗi lần thì đến cửa hàng Marione này thì lúc nào cũng thấy tấp nập khách, không chỉ khách Việt Nam mà khách Trung Quốc cũng rất là nhiều. Cho nên là đi sô tên ngày thì có hiểu được thành phố này là thành phố đa văn hóa mà luôn. Mà cũng có nhà hàng, mà không chỉ nhà hàng mà đi cửa hàng, các cửa hàng thì có hiểu được sự đa văn hóa của thành phố này. Và nhà tụi con có giống như là ấn tượng cảm nhận không? Cảm nhận của chị là Kobe thật sự là một thành phố đa văn hóa. Thì thông qua các chương trình mà Thủy và Takaya đã giới thiệu với quý vị các bạn về cái khu vườn đa văn hóa, cộng sinh đa văn hóa, thì lần này Thủy và Takaya lại giới thiệu về những món ngon ở Kobe. Thì ngoài những món ngon của Nhật ra,
là còn có những món ngon của người Việt Nam ở Kobe nữa. Thì đây là cái điều rất là may mắn đối với lại người Việt Nam khi mà sinh sống ở Kobe. はい、ということで、ここまでですね、やってきたのは最初にですね、神戸の、神戸長田の B 級グルメのそば飯について、そしてそのそば飯が前回お伝えしたその神戸の産業、地場産業ともつながっている、そば飯の発祥の理由がつながっていると。でそれが今こう日本でかなり有名になってきたのはやっぱり阪神淡路大震災の時の影響もあったということです。それにプラスしてもう一つ言ったのは、地域でベトナム料理がたくさん食べられる場所があるということですね。そういうことも言いました。でそうやって新たなある意味地場、地域のその B 級グルメといいますか、 B 級と言っていいのか分からないですけども、地域の、まあ、そのグルメが食べられる場所、その地域との特色ですね、ベトナムの人がたくさん住んでるということで、ベトナム料理店もたくさんあるということをお伝えしました。であとはそのトゥイさんもですね、この地域の商店街で買い物をした時に豚肉を買っていろんな料理を作ったってことで、その食材はまあいろんな、トゥイさんがベトナム料理作る時に使った食材っていうのは場合によっては中国料理にも中華料理にも韓国料理にもいろんな料理にも変わるっていうような話をしましたね。はい、でそうやって街を歩いて肉屋さんに行ったりいろんなところに行く、そういうのをそういうふうに街を見ると、あこの街がやっぱり多文化な街なんだっていうことを改めて感じることができるということをお伝えしました。はい、あとトゥイさん、うん、あお願いします。はい、thì trong chương trình ngày hôm nay thì Thủy và Takaya cũng đã giới thiệu cho các bạn về những món ăn ngon sắp ở hạng B ở Kobe. Thì những món ăn ngon này như Thủy cũng giới thiệu từ ban đầu thì không phải là món ăn xa xỉ mà là món ăn rất là bình dân, giá rẻ, được đánh giá ngon. Thì món ăn tiêu biểu ở trong đấy là món soba meshi, cũng được cho là bắt nguồn từ cái ngành công nghiệp giấy hóa chất và được bắt nguồn từ sau khi trận động đất Hanshin Awaji xảy ra. Và sau đấy thì Thủy và Takaya cũng đã giới thiệu cho các bạn về một số nhà hàng ở Việt Nam bán những món ăn Việt Nam ngon. Và đây cũng là những đặc điểm rất là tiêu biểu của thành phố Kobe cũng như là quận Nagata nói riêng, là một nơi rất là đa văn hóa. Và sau chương trình ngày hôm nay thì Thủy và Takaya cũng mong muốn là các bạn nếu mà có cơ hội và có thời gian thì hãy đến tìm hiểu những món ăn ngon của Nhật cũng như là những cửa hàng Việt Nam ngon để mình có thể trải nghiệm được những cái gọi là nét văn hóa ẩm thực ở Kobe và những nét văn hóa ẩm thực của người Việt Nam ở Kobe. Hy vọng rằng các bạn có những thời gian trải nghiệm vui vẻ ở thành phố này. Và tôi thấy hình ảnh này được không ạ? Đối diện nhà hàng Việt Nam thì có thấy được so ba me si hoặc là ホルモン焼き。ホルモン。うん。ユニラちょんちょんも。ちょんみたいな。いや。うん。あ、cửa hàng Việt Nam có tên là 39 Sài Gòn. Và bên cạnh đấy thì là một nhà hàng của Nhật bán món soba meshi và món nội tạng nướng. Ừ, là có thể thưởng thức ở một khu vực này thì có thể thưởng thức được món ăn đặc biệt địa phương thì là hai loại bên cạnh sắp nhau. Cho nên là 近くに両方ありますねと。Rất là tiện lợi. Nếu bạn vừa muốn ăn món Việt hay là vừa muốn ăn món Nhật thì đều có thể có thưởng thức được cả hai. Yeah. Cho nên là trong chương trình lần này thì chỉ có giới thiệu được, cho nên là món ăn của soba meshi không biết là món ăn Nhật hay là món ăn của những người làm việc ở. Cho nên là hàng ngày thì tôi ăn chút cũng có giới thiệu hàng ngày thì được kinh doanh với những người Triều Tiên, Hàn Quốc. Cho nên là cũng có thể là soba meshi cũng là một món ăn rất là đa văn hóa. Và thời gian sắp kết thúc hết rồi. それではですね、そろそろお時間なので、今月もこの辺で番組を終わりたいと思います。それではまた次回番組でお会いしましょう。はい、それでは行きますよ。トゥイちゃんベトナム語でお願いします。はい、thì chương trình thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Thì bà
Takaga xin được chào tạm biệt các bạn tại chương trình ngày hôm nay và hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. You're listening to FM YY. 힘내자 고베 FM YY. FM YY 将是你的知心朋友. 頑張ろう 고베.